Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Mình là Nhật Minh. Thì trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn copy một cái đĩa DVD mà ở dạng video DVD sang một cái đĩa khác cũng là dạng video DVD để cho cái đầu đĩa hơn cái đầu DVD nó đọc nha các bạn, chứ không phải là cho máy tính đọc nha. Có nhiều bạn không biết á, thì mình copy sang á hay là mình ghi đĩa đó, thì khi mà trên máy tính thì nó xem được, nhưng mà trên cái đầu DVD hoặc đầu đĩa nó sẽ không xem được. Tại vì các bạn làm sai định dạng nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để copy được cái đĩa như vậy sang một cái đĩa khác, và nó hoàn toàn nó giống nhau y chang luôn. Và cho vào cái đầu đĩa thì nó đọc được, chứ không phải là cho vào đầu đĩa nó đơ luôn, nó không đọc được. Chỉ có máy tính đọc được thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện trên cái Nero phiên bản 8 nha. Hiện tại bây giờ Nero nó có bản mới hơn, nhưng mà mình vẫn quen xài bản 8 rồi, nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn trên bản 8 này thôi. Thực sự thì bản mới chức năng nó nhiều hơn, nhưng mà cũng hầu như không có dùng tới. Ở trong Nero á, nó sẽ có cái chỗ là copy disk, tức là email project hoặc là copy nè. Thì các bạn chọn copy, tức là copy từ một cái đĩa sang một cái đĩa. Hay là nó có là copy CD, copy DVD, thì mình chọn là đĩa DVD nha, tại vì đĩa của mình là đĩa DVD. Thì các bạn muốn biết là CD hay DVD á, các bạn xem trên nhãn đĩa á, hoặc là xem ở trên đây nè, nếu mà 4 ghi máy á, thì chắc chắn nó là DVD, còn khoảng 700MB trở lại á, thì nó là VCD nha các bạn. Ở đây nè, nó có ghi luôn ở đây, không biết trên một số máy khác thì nó có hiện không, trên máy mình thì nó hiện luôn cái tên loại đĩa ngay cái màn hình, cái hình ổ đĩa này. Mà tiếp theo các bạn, ở đây mấy cái giá trị này thì mình để mặc định, hầu như là không có chỉnh hết. Các bạn chọn copy thì lúc này á, máy tính nó sẽ đọc hết dữ liệu của cái đĩa DVD của các bạn ra, và nó sẽ lưu thành một cái file, rồi sau đó nó sẽ bung cái đĩa ra để cho các bạn bỏ đĩa trắng vào, và nó sẽ ghi cái file mà nó vừa đọc được vào đĩa mới. Thì bây giờ là sẽ trong cái giai đoạn mà nó copy dữ liệu từ cái đĩa cũ ra, các bạn chờ chắc cũng hơi lâu đó nha. Mình sẽ tua nhanh phần này nha các bạn, chờ hơi lâu đó. Xong hết các bạn. Bây giờ sau khi mà mình thành tất cái việc mà đọc thông tin đó, thì nó bung cái ổ đĩa ra để cho mình thấy cái đĩa của mình ra này các bạn. Giờ mình sẽ lấy đĩa này ra, mình bỏ một cái đĩa trắng khác vô. Lúc này là mình cho đĩa trắng vào cũng ổ đĩa luôn như thế này. Bây giờ thì nãy mình đã đọc, bây giờ nó sẽ bắt đầu ghi. Đóng vô đĩa lại. Các bạn lưu ý là khi mà đóng vô đĩa lại á, là đóng lại là thôi, không đánh gì hết. Mọi việc máy nó sẽ tự động nó làm, nữa là đừng nhấn gì hết. Đó. Bây giờ máy nó sẽ bắt đầu nó tiến hành nó ghi thông tin từ cái đĩa mà nó đã đọc á, ra một cái đĩa mới như thế này. Bây giờ mình cứ tiếp tục mình chờ đợi mình mới làm nhá. Và các bạn lưu ý cho mình đó, trong cái quá trình mà ghi đĩa đó, thì các bạn hạn chế cái việc mà nghiêng lắc cái máy tính để mình nó bị lợt cái đĩa của mình đó, thì quá trình ghi nó sẽ bị lỡ nha. Hoặc là các bạn sử dụng máy tính mà cái máy tính của bạn cấu hình yếu quá, và bạn sử dụng nhiều tác vụ quá, thì có thể nó bị treo, nó ghi đĩa nó cũng bị lỗi. Nên vậy mình sẽ bị hư hết một cái đĩa đó, bỏ. Nên lúc mà máy các bạn mà cấu hình yếu á, lúc mà ghi thôi thôi các bạn đừng làm nữa, cứ để nó ghi đi, ghi xong rồi làm nữa bạn. Quá trình ghi này khoảng 10 đến 15 phút á, thì mình sẽ tạm dừng mình tua. Quá trình mà nó sao chép đĩa thì nó mất khoảng 15 đến 20 phút thôi các bạn. Sau khi mà nó hoàn tất á, thì nó báo mình ok hết. Rồi xong rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy đĩa ra. Sau khi mà các bạn lấy đĩa ra thì các bạn nhấn ngược trở lại nhé.
Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái file xem là nó copy trên cái đĩa mới này nó có chạy được hay không. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn được cái đĩa này, mình kiểm tra nha. Giờ nó đang đọc cái đĩa mới này thôi. Rồi, ok. Chờ nó có không. Không rồi đó. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Kênh của mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm kỹ thuật sử dụng máy tính mà liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn.